À, sáng nay gặp một hình ảnh rất là thân thương và rất là đẹp tuyệt vời của chú Tô Thờ ở xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Và hiện giờ chú đang bán những trái dừa ở biển Mỹ Khê, và chú thường xuyên ra dọn cái bãi biển này. Chú xử lý cái rác hữu cơ, tức là bèo đó, bằng cách là đào cái bãi biển xuống rồi cho nó trâu xuống để nó tự tiêu hủy. Tại vì cái rác này là rác vô hại mà, không sao hết. Khi mà trâu xuống biển thì nó sẽ tiêu hủy đi. Còn những cái chú, còn ví dụ như bao ni lông này, ly nhựa thì chú sẽ làm như thế nào? Chú lượm lên rồi chú bỏ lên chân cái xô rác đó, chờ trái đi đổ. Rồi, cảm ơn chú Tô Thờ. Bây giờ còn một điều nữa rất là thú vị nữa là cái xung quanh cái quán của chú á, thì từ trước đến giờ thì đã có nhiều cái... À chú ơi, bàn vuông thì chỗ xã Tịnh Khê trồng này, còn mấy cây dừa đó là cũng dự án trồng phải không? Hay là... dự án trồng rồi, chú làm vậy đó. Cho nó bò nó phai. Chú làm sao để cho cây nó được bảo vệ? Chú dẫn cho lại xem chút. Rồi. À ở đây cũng có người ta cũng có chăn bò rồi chú thầy. Bò nó thói, còn thói nó ai hết. À đây. Đây là hồi trước thì tất cả có rất nhiều đơn vị trồng dừa ở đây, trồng dừa này, trồng bằng vuông này, các thứ và trồng dương liễu. Đây là chú thầy, chú đã lấy những cái thanh tre cộng với lưới. Để mà bảo vệ, thứ nhất là bảo vệ bò, thứ hai là bảo vệ có thể là gió này, rồi du khách có thể đi mà nếu mà không thấy đường là giảm đây. Chú làm cái việc này lâu chưa chú thầy? Lâu rồi, chú làm cách đây 2 năm rồi. Dạ, bây giờ những cái cây xung quanh của vườn nhà chú thì... Chú trồng cho họ trồng chứ mà chú làm... À, rồi cháu phát hiện trước kia có một cái biển. Chú lại chú nói cho con cây biển này thử xem thử là như thế nào. Như là cái tên biển của dự án tử tế Mỹ Khê. Để ở đây, có ai hỏi về cái biển này không chú thầy? Họ cũng xuống họ coi ra chứ. Dạ. Cái tấm biển là tử tế môi trường Quảng Ngãi, tử tế Mỹ Khê. Mời quý bạn dành một chút thời gian nhặt ít rác. Thời gian là buổi sáng, buổi chiều, địa điểm là xung quanh đây. Dụng cụ có tại đây, ok, dụng cụ đúng rồi. Đây, dụng cụ đây. Có cơ sở nữa. Có cơ sở nữa. Bây giờ chúng ta thấy này, xung quanh cái quán của chú nó không có một cái chút rác gì luôn. Nó sạch sẽ, dễ thương. Và nếu mà xuống đây bạn ngồi uống một ly nước dừa hoặc là uống một ly bia hello đi. Uống một ly bia hello là bia Trung Quốc thì rất là tuyệt vời luôn đó mọi người. Rồi, cảm ơn chú thầy rất là nhiều nha. Hy vọng là câu chuyện của chú nó sẽ truyền cảm hứng cho mọi người ở biển Mỹ Khê cũng như du khách để được cùng nhau bảo vệ biển của mình. Chú cảm ơn con nha. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Chú cứ tiếp tục công việc của mình đi, xử lý rác và bảo vệ những cây xanh. Chú đang làm đó. Dạ, chú đang làm đi, xíu nữa anh em mới tập trung đây mà.